Năm học 2016-2017, trường tiểu học Giang Hăn có 93 học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ với tổng số tiền 506 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ kho bạc, bà Vũ Thị Sơn đã tự ý trích 135 triệu đồng chia cho mình và 36 giáo viên trong trường cùng 3 ông trưởng thôn của xã. Trong đó, bà Sơn chia cho mình số tiền 4 triệu đồng. Tại vì cũng lần đầu tiên nên là cũng sắp Tết rồi, nên là nhân dân thì tình cảm là nói là khi bồi dưỡng cho các thầy cô thì tôi cũng nghĩ là đơn giản thế thôi. Chứ cũng biết là cái này là 116 và tôi là người hiệu trưởng thì tôi phải nắm các văn bản nghị định như vậy. Đó, chứ còn nếu mà bớt xén hoặc là chèn ép hoặc là có cái dọa nạt nhân dân để lấy tiền ấy là không có. Hiện vụ việc đã được chính quyền huyện Krông Bông giao cho cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Ủy ban dân huyện đã chuyển cái hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện. Trong quá trình điều tra thì đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang trong quá trình thụ lý điều tra. Trong đó thì có kết luận sơ bộ là hiệu trưởng trường tiểu học Giang Hăn là đã vi phạm vào cái việc là lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai cái quy định của Đảng, của nhà nước. Dù kết luận điều tra đã có, nhưng đến nay chính quyền huyện Krông Bông vẫn đang cân nhắc để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Bởi lẽ, nếu theo kết quả điều tra của cơ quan công an thì vụ việc trên đã đủ để khởi tố hình sự. Điều đó đồng nghĩa với việc 36 giáo viên của trường tiểu học Giang Hăn và 3 ông trưởng thôn cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Và như thế, khả năng hơn 900 em học sinh của nhà trường sẽ có thể phải tạm dừng việc học vì không còn giáo viên đứng lớp.